công ty dược thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali. Điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 27 tây của tháng 3 của năm 2023 và chúng ta đang xuất hiện trong chương trình 539. Phần đầu của chương trình chiều tối nay thì Tuấn nói về cái sự di chuyển của cái visa bulletin phần A của tháng 4 của năm 2023. Basically chúng ta thấy cái ưu tiên FAA thụt lại xuống. Okay. Đây người ta chỉ có thụt cái ngày thôi, nghĩa là người ta vẫn phỏng vấn những cái hồ sơ nào trước, vẫn phỏng vấn và cấp visa cho những cái hồ sơ nào trước ngày 8 tới tháng 9 của năm 2020. Cho nên cái con số visa FIA nó vẫn còn, nhưng mà nó không còn nhiều. Tại vì mỗi năm nó chỉ có được bao nhiêu cái con số đó thôi. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu đi theo cái cuối năm, đó nghĩa cuối năm theo chính phủ là ngày 30 tới tháng 9, thì thường thường cái con số nó còn ít lại. Đó. Bắt đầu 1 tới tháng 10 thì con số nó mở lại, thì hy vọng là cái thứ tự nó sẽ đi lên lại bình thường. Đó. Nhưng mà cái đó là cái vấn đề mà cần quan tâm tới. Còn nếu mà cái visa nó hết rồi thì quý vị sẽ thấy trong cái visa bulletin nó có cái chữ U. U là đại diện cho unavailable, nghĩa là không còn nữa. Đó. Chúng ta bắt đầu thấy cái ưu tiên FIA trong vòng thời gian ngắn ngủi nữa. Tuấn nghĩ đa số tất cả những cái ưu tiên này nó sẽ thụt, hoặc là nó có thể đứng yên thêm nữa, hoặc là nó tới cái mức độ mà nó không còn là thành chữ U nữa, là unavailable. Cho nên đây là cái hệ thống di trú Hoa Kỳ căn cứ vào mỗi năm cái con số quota được bao nhiêu vào, được bao nhiêu hồ sơ căn cứ vào mỗi cái ưu tiên. Nhớ ưu tiên FAA là được nhiều nhất là 87.000, gần tới 88.000 cái thị thực. Lực những cái thứ tự khác đa số là chỉ có 23.400 thôi. Còn riêng biệt cái hồ sơ anh em thì nó là 65.000 cái thị thực lực. Nhưng mà khi càng ngày tới gần cái cuối năm tài chính là cuối 30 tây tháng 9 thì chúng ta sẽ thấy những cái ưu tiên này nó sẽ thụt nữa hoặc là nó không còn nữa. Thì lúc đó nó sẽ, quý vị, người ta vẫn có thể phỏng vấn nhưng mà người ta không có quyền cấp. Rồi chừng nào nó có thì người ta mới cấp được cái thị thực. Đó. Bây giờ Tuấn mời quý gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Hoặc là email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Đây, Tuấn có một cái email của một em gửi từ bên Việt Nam. Đây là cái email ở bên Việt Nam mà cháu đang được mẹ cháu bảo lãnh theo hồ sơ F2B. F2B từ bên Việt Nam. Hồ sơ là tháng 5 của năm 2016, cho nên 20 tây tháng 5 của năm 2016, sở hữu chú chấp thuận và chuyển qua trung tâm visa của năm 2020, hoàn tất cái 6 bước này vào tháng 4 của năm 2021 hoặc là tháng 9 của năm 2021. Nhưng mà sau đó mẹ cháu vào quốc tịch và được tuyên thệ vào tháng 8 của năm 2022. Đó. Câu hỏi đầu tiên của cháu là hồ sơ F2B có phải chuyển qua F1 không? Khi lãnh sự quán yêu cầu nộp bằng chứng về tình trạng thường trú nhân hoặc là quốc tịch thì người bảo lãnh thì mẹ cháu còn chỉ chứng nhận quốc tịch phải nộp không? Đó. Nếu mà phải làm opt-out thì giữ cho tình trạng F2B thì làm lúc nào và với cơ quan nào? Okay. Khi mà Tuấn thấy cái email này, Tuấn muốn nhắc nhở tất cả quý vị là từ F2B nhập vào quốc tịch thì bắt buộc và automatically chuyển lên ưu tiên 1. Đó, chuyển lên ưu tiên 1. Theo luật thôi, theo luật. Đó. Và cái thứ nhì nữa đó là theo luật CISPA có quyền xin lựa chọn trở lại F2B. Nếu mà trước đây cái hồ sơ nó bắt đầu là F2B. Đó.
đừng có bao giờ mà hại mình với phương cách là giấu cái chi tiết mình đã vào quốc tịch, đừng có bao giờ làm như vậy. Đó. Cho nên khi mà Tuấn thấy cái nội dung cháu nó nói là ok, khi mà phỏng vấn bổ túc cái tài chính và cái chứng chỉ quốc tịch thì đã có cái ý định là không cho cái lãnh sự quán biết hoặc là ấy là đã vào quốc tịch đông tư đặt. Ok, đừng có làm như vậy. Tại vì nó chỉ tự hại mình thêm, không cần thiết phải làm như vậy, nó chỉ có tự hại thôi. Cho nên cái luật của nó cho phép xin trở lại F2B. Đó. Và trong cái thủ tục này nhớ là cái hồ sơ nó đi qua ba cái cơ quan nếu mà phỏng vấn ở Sài Gòn. Cái cơ quan đầu tiên là Sở Di trú. Well, Sở Di trú chấp thuận rồi chuyển qua Trung tâm Visa. Hồ sơ đang nằm với Trung tâm Visa. Well, bây giờ hoàn tất hết 6 bước rồi. Đó. Và đang chờ ngày phỏng vấn. Nhưng mà cái thứ tự nó chưa có đáo hạn nha. Cái thứ tự nó chưa có đáo hạn. Nếu mà căn cứ vào Visa Bulletin của tháng 4 của năm 2023, nó chỉ có đáo hạn cho những cái hồ sơ trước tháng 9 của năm 2015 thôi. Hồ sơ này năm 2016 chưa có quyền phỏng vấn. Mà đang đã hoàn tất hết rồi, chỉ cần đáo hạn rồi lên danh sách phỏng vấn thôi. Rồi trong cái thời gian này nếu mà có quốc tịch, ok, fine, càng tốt. Cần vào quốc tịch, khi mà người mẹ có quốc tịch thì nó có nhiều cái quyền lợi khác, giống như bầu cử, công an việc làm, hoặc là những cái vấn đề giúp đỡ về vấn đề kinh tế hoặc là hoặc là y tế nữa. Cho nên có quốc tịch là chuyện rất là mừng. Ok, thì cái luật phải làm đúng theo cái luật, là khi mà cái lãnh sự quán nó giải quyết cái hồ sơ này thì nó phải chuyển lên ưu tiên 1, nhưng mà ngay lúc đó mình xin trở xuống lại ưu tiên F2B là opt out thôi. Đó, cho nên không cần nhất thiết mà giấu cái gì hết. Đó, nhưng mà cái cách làm việc tốt nhất là như thế này, mình đừng có đá đụng gì với Trung tâm Visa thời điểm này, tại hồ sơ nó đã hoàn tất rồi. Đó. Và nếu lúc phỏng vấn đó, trở lại F2B thì lúc đó với opt out trực tiếp với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, với cái lá thư của cháu với cái lãnh sự quán khi đi phỏng vấn, chuyện rất là nhỏ thôi. Cảm ơn rất là nhiều, và bây giờ cho Tuấn xin mời anh Bảo ở Dallas lên tiếng đi. Anh Bảo, xin mời anh Bảo lên tiếng đi. Alo, chào luật sư ạ. Chào luật sư Tuấn, mình tên Bảo. Cho con hỏi là con muốn bảo lãnh ba du lịch từ Việt Nam qua Mỹ du lịch á, mà có vấn đề là hồi năm 2007 có hồ sơ định cư mà ba không đi á, mà bây giờ đã 15 năm mà mình muốn bảo lãnh du lịch qua thì có trở ngại gì không ạ? Ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi Bảo? 61 tuổi. Ba còn đi làm không? Dạ còn. Ok, và có tài sản không? Cũng không có nhiều ạ. Cũng ok. Và ba chỉ có cái ý định đi du lịch thôi, phải không ạ? Được chưa, hỏi gì ạ? Ba chỉ có ý định đi du lịch thôi, phải không ạ? Dạ đúng rồi, tại vì em trai nó đám cưới, muốn qua dự đám cưới. Ok, năm 2007 hồ sơ bảo lãnh của ai? Của người gì bảo lãnh ạ? F4, ok, quá tốt. Dạ vâng, ok. Sau đó ông ta có phỏng vấn đi du lịch lần nào chưa? Dạ chưa. Ok. Dạ vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cho Tuấn tí thì giờ để Tuấn. Cho em một câu hỏi nhỏ là mình hồ sơ du lịch thì có cần phải bảo trợ tài chính hay gì không ạ? Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều. Dạ vâng. Dạ rồi, cảm ơn. Ok. Số điện thoại để gọi vào cho chương trình là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Ok. Du lịch là không phải là hồ sơ bảo lãnh. Du lịch là hồ sơ ngoại định cư, non-immigrant visa. Và khi mà nói cái hồ sơ bảo lãnh là đa số những cái hồ sơ định cư, cho dù nó là cái hồ sơ cơ sở thương mại bảo lãnh hoặc là gia đình bảo lãnh. Nhưng mà đi du lịch là người ta tự túc xin visa thì người ta đi du lịch. Và cái quan trọng nhất khi người ta xin visa thì người ta du lịch qua bên này là người ta phải trình bày cho cái lãnh sự quán Hoa Kỳ rõ ràng, để cho cái lãnh sự quán Hoa Kỳ thấy rằng là người ta chỉ có cái ý muốn đó thôi. Nghĩa là người ta sẽ đi du lịch và sẽ trở về Việt Nam. Để cho cái lãnh sự quán thấy được người ta sẽ trở về Việt Nam là những cái sự ràng buộc, ràng bó ở Việt Nam, giống như công ăn việc làm, gia đình, cơ sở thương mại và tài chính. Tài chính càng mạnh, cơ sở thương mại càng lớn thì cái sự ràng buộc nó càng nhiều, thì cái lãnh sự quán sẽ tin người ta sẽ trở về Việt Nam và người ta cấp visa. Nhưng mà
khi mà điền đơn xin visa DS-160, make sure kê khai rõ ràng vào. Tại vì cái DS-160 hỏi có về vấn đề hồ sơ định cư thân nhân ở đây hay không, cho biết rằng có con ở đây, có anh chị em ở đây, có cha mẹ ở đây hoặc là bất cứ ai đó, và cho biết rõ ràng là trước đây đã có cái hồ sơ định cư nhưng mà tụi tôi từ chối, tôi không đi tại vì công ăn việc làm, tôi chỉ không muốn đi du lịch qua đây dự đám cưới rồi đi về thôi. Rồi chứng minh về cái tài sản. Trong cái DS-160 nó có cái ô gọi là other, là giải thích cho mình, cơ hội giải thích cho nó rõ ràng vào. Đó, nhiều khi cái lãnh sự quán nó không thấy được cái thu nhập của mình, tại vì quý vị biết ở Việt Nam nhiều khi cái thu nhập của nó không có con số rõ ràng giống như bên đây. Cho nên nếu mà cái thu nhập của mình có cái căn nhà ở Sài Gòn, mình cho cái cơ sở thương mại thuê đi, thì và cái lương của mình như này và gia đình như thế này, thì trong cái ô mà để cho mình có cơ hội giải thích thêm là mỗi tháng tôi có cái thu nhập của cái căn nhà này tôi cho mướn để cho người ta làm ăn, thì cái thu nhập này bằng tiền đô là 3.000 đô mỗi tháng, cho người ta biết chính xác. Và nếu mà cho cái con số tiền này cái gì, nên cho cái con số tiền đô chứ đừng có triệu đồng, tại nhiều khi cái nhân viên đó nó dễ dàng cho nó recognize hơn. Cho nên đó là vài cái tip, nhưng mà make sure kê khai trong cái DS-160 rõ ràng là thân nhân ở đây, trước đây đã có cái hồ sơ định cư nhưng mà từ chối tại không muốn đi, bây giờ chỉ có muốn đi qua du lịch và tôi sẽ trở về Việt Nam tại vì tôi có những cái tài sản này, cơ sở như thế này và tôi đang làm như thế này, thì lúc đó cái lãnh sự quán hy vọng nó cấp visa cho. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Và số điện thoại để cho gọi vào ngày hôm nay là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần B của cái visa bulletin của tháng 4 của năm 2023 đi. Và phần B, quý vị nhớ rằng là Tuấn đã gửi cái phần A đầu chương trình ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 4 của năm 2023. Xin mời theo dõi. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 4 năm 2023. Bản B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 8 năm 2016. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 4 năm 2023. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 11 năm 2009. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 4 năm 2023. Và đây Tuấn có cái câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Một lần nữa email của Tuấn là gichu@luatsutuan.com. Và cái câu hỏi của một người này thì hiện tại đang ở trong nước Mỹ. Ông ta hỏi rằng là trước đây vợ tôi và tôi có nuôi dưỡng hai đứa con của người em vợ tôi, nghĩa là hai đứa cháu. Từ lúc bé cho đến năm 2017 thì tôi xuất cảnh và khi đó vợ tôi còn ở lại rồi nuôi dưỡng hai cháu. Đến tháng 2 của năm 2020 thì vợ tôi mới vào nước Mỹ. Hiện nay hai cháu đã 8 tuổi và 6 tuổi. Bây giờ tôi muốn nhận hai cháu làm con nuôi để có thể bảo lãnh sang Hoa Kỳ được hay không? Khi mà Tuấn thấy những cái câu hỏi này thì cái câu hỏi đầu tiên của Tuấn là như thế này: ba má cháu nó còn sống hay không? Ba má ruột của cháu nó còn sống hay không? Tại vì rõ ràng đây là cái vấn đề xin nhận con nuôi là con nuôi cháu ruột của mình. Và trong cái tình trạng này, nếu mà ba má ruột của cháu nó còn sống thì cái xác suất để cho lãnh sự quán nó tin thật sự là hồ sơ con nuôi nó khó lắm, nó rất là khó lắm. Nó giống như là khi quý vị về Việt Nam kết hôn rồi khi đi phỏng vấn nó không có tin là thật. Đó, same thing, nếu mà mình nhìn nhận cháu nó là con ruột, con nuôi, mình nhìn nhận cháu ruột của mình là con nuôi, nó cũng có trở ngại cái vấn đề đó. Làm sao nó tin đây là thật sự
là cái hoàn cảnh để cho mình nuôi đứa con nuôi của mình. Tại vì khi mà ba má nó còn sống nó rất là khó để justify cái vấn đề người ta bỏ con người ta rồi cho người khác làm con nuôi của người khác mà anh chị em của mình. Thì cái hình thức đó phần trăm rất là cao là lãnh sự quán nó sẽ coi rằng là giống như là cái vấn đề giúp đỡ trong gia đình. Đó, nhưng mà có những cái hoàn cảnh mà cái lãnh sự quán nó có thể nó tin và nó có thị thực đó cho dù là cháu ruột của mình. Cái đó là những cái hoàn cảnh mà ba má ruột của cháu nó không còn sống. Ba má ruột của cháu nó cái hoàn cảnh mà có cái vấn đề trở ngại với cái vấn đề mình nói gọi là vấn đề xã hội, và giống như xì ke ma túy, tù hoặc là HIV hoặc là những cái tình trạng đó hoặc là bệnh hoạn rất là nặng. Thì có thể là cái lãnh sự quán nó thấy được rõ ràng là cái niềm thương và cái những cái đây là cái vấn đề con nuôi. Đó là cái câu hỏi của một khán giả đang ở trong nước Hoa Kỳ. Và kế tiếp là một cái câu hỏi của một quý vị đang ở trong nước Hoa Kỳ luôn, hỏi về hồ sơ anh chị em. Và cô ta đưa ra ba cái tình trạng của gia đình của người ta. Cô ta muốn hỏi cho cái hồ sơ anh chị em sau đây. Tình trạng đầu tiên là hồ sơ chị của em tháng 6 của năm 2011 vẫn chưa nhận giấy chấp thuận thì phải làm gì? Cái thứ nhì cũng là hồ sơ anh chị em luôn, là hồ sơ ngày 3 Tây tháng 4 của năm 2012, nghĩa là hồ sơ sau đó. Hồ sơ này được mở tháng 9 năm 2000, em có lên mạng đóng phí nhưng mà không được, em có cần làm gì không? Nghĩa là hồ sơ này có thể là chấp thuận vào tháng 9 của năm 2020. Và tình trạng thứ ba là hồ sơ của ngày 24 tây tháng 3 của năm 2009 đã chấp thuận rồi thì ước lượng khi nào phỏng vấn. Cho nên basically chúng ta có ba cái hồ sơ của anh chị em, ba cái thời điểm là khác nhau, 2009, 2011 và 2012. 2009 đã được chấp thuận rồi, 2011 vẫn còn nằm với sở hữu chủ và năm 2012 cũng được chấp thuận rồi. Bây giờ thì cái câu trả lời cho một khán giả mà đã gửi email cho Tuấn cho cái câu hỏi này rất là đơn giản thôi. Theo dõi cái hồ sơ và theo dõi cái visa bulletin. Đó. Hồ sơ mà đã được chấp thuận rồi là hồ sơ năm 2009 đang nằm với trung tâm visa. Make sure cái giấy chấp thuận nó cho biết rằng là hồ sơ đã được chuyển qua trung tâm visa National Visa Center. Same thing với cái hồ sơ của năm 2012 đã được chấp thuận rồi. Thì theo dõi cái hồ sơ với trung tâm visa, nó chưa có cho phép đóng tiền tại vì nó chưa tới cái phần B của cái visa bulletin. Và vừa rồi Tuấn gửi cho cái phần B của cái visa bulletin, nó mới tới của cái hồ sơ năm 2007 thôi. Cho nên 2009 và đặc biệt năm 2012 còn rất là xa vời. Riêng biệt cái hồ sơ của năm 2011 vẫn còn nằm với sở di trú là chuyện rất là bình thường thôi. Tại vì sao? Tại vì thấy những cái hồ sơ năm 2009 bây giờ cũng chưa đóng tiền thì sở hữu chủ đâu cần giải quyết lên đâu. Người ta cần giải quyết những cái hồ sơ trực hệ mà có thể phỏng vấn rất là sớm. Cho nên cái hồ sơ của năm 2011 nằm với sở hữu chủ, theo dõi cái hồ sơ đó trên cái website của sở hữu chủ. Đó là uscis.gov. Và nếu mà thay đổi địa chỉ, cập nhật trực tiếp online trong cái website của sở hữu chủ uscis.gov. Cập nhật qua cái điện thoại 1-800-375-5283 đó, hoặc là cập nhật qua cái lá thư gửi bảo đảm cho qua bưu điện với sở di trú trong cái địa chỉ mà trong cái receipt của kỳ 130. Đó là một cái câu hỏi của một khán giả ở trong nước Mỹ liên quan tới các hồ sơ anh chị em. Tuấn còn thêm một cái câu hỏi liên quan về cái luật CISPA nữa. Luật CISPA cũng là hồ sơ anh chị em. Đây là một bác hỏi về cái tình trạng cho hồ sơ anh chị em con của bác. Con gái tôi bảo lãnh cho em cháu nó diện F4 ngày đăng ký. Ok. Cho nên bác có hỏi về đứa con gái của bác bảo lãnh cho chị của đứa con gái, nghĩa là con gái bảo lãnh cho con gái, nghĩa là hồ sơ chị em. F4 vào ngày 6 tháng 5 của năm 2009 được chấp thuận ngày 9 tháng 6 của năm 2010. Khi mình thấy nó chấp thuận nhanh như vậy thì được cộng có một năm thôi, 2009 tháng 6 năm 2010, một năm một tháng thôi. Ngày sinh của đứa cháu gái là ngày 10 tây tháng 3 của năm 2002, mới 21 tuổi cách đây vài ngày.
về cái tình trạng COVID-19 bây giờ rất là lo lắng là tình trạng của cháu đó có được đi hay không, có được xét đến hồ sơ nhân đạo gì hay không. Ok. Tuấn nói nhiều trong cái chương trình rồi, cái COVID-19 đã ảnh hưởng rất là lớn. Và trong cái chương trình này, quý vị bắt đầu thấy cái FIA bây giờ nó thụt lùi xuống cũng là cái vấn đề COVID luôn. Nói tóm lại là như thế này, là ngoài khi Quốc hội đưa ra cái luật để có thể cộng lại cái thời gian như thế nào để mình có thể nói để compensate cho cái vấn đề mà thiệt thòi mà trong cái vấn đề COVID, nếu mà không có cái đạo luật đó thì cháu nó không được ăn theo. Ok, bây giờ cháu nó được cộng 1 năm 1 tháng nữa thôi, nghĩa là bây giờ cháu nó bắt đầu mới 21 tuổi được 1 năm 1 tháng nữa, là tới tháng 4 của năm 2024 thì cháu nó đã sử dụng hết được cái thời gian cộng trong cái luật C-SPA rồi. Mà Tuấn không thấy cái thứ tự nó đáo hạn trước tháng 4 của năm 2024 đâu. Hồ sơ này năm 2009 mà Tuấn nghĩ cao nhất nếu nó có move từ đây cho tới tháng 4 của năm 2024 là chỉ có vài tháng thôi cho ưu tiên F4. Cho nên phần trăm rất là cao là cháu nó không được ăn theo. Và cháu nó cố gắng giữ cái tình trạng độc thân, khi bà má cháu qua thì được bảo lãnh lại liền cho cái hồ sơ F2B. Và Tuấn còn chốt lại cái thời gian một câu thôi, một câu hỏi này của em, một du học sinh. Biết bằng tiếng Anh thì cháu nó là du học sinh, cháu nó học xong hết rồi thì bây giờ cháu nó sắp sửa đi về Việt Nam và ở bên Việt Nam luôn. Thì cái câu hỏi của cháu nó cần làm những cái thủ tục gì? Và đây là một cái câu hỏi nó cũng có thể là mình nói khá lạ. Nói tóm lại, khi mà mình đã là làm trọn vẹn cái visa của mình đi về Việt Nam đó, thì cái khuyến khích của Tuấn là make sure là mình đã hoàn tất tất cả cái thủ tục với cái nhà trường. Ok, nghĩa là lệ phí hay bất cứ gì xong hết rồi là một. Cái thứ hai, trước khi rời khỏi nước Mỹ, xin cái nhà trường khoảng 5 bản official school transcript, nghĩa là cái học bạ mà học bạ chính thức. Học bạ chính thức ở trong nước Hoa Kỳ là như thế nào? Là người ta cung cấp nhưng mà người ta seal lại cái phong bì không được mở, và nếu mà mở lại thì không còn seal nữa. Cái đó là một. Cái thứ hai là xin cái nhà trường, cái người DSO là cái người Designated School Official mà cái người phụ trách về cái những em du học cho cái lá thư, trong cái lá thư nói là người này đã làm đúng theo cái thủ tục Service System ở đây du học và hoàn tất cái thủ tục đúng theo luật pháp rồi, cầm cái lá thư đó về. Tương lai nếu mà có cần đi qua đây thì tham quan này cái gì, make sure mình kê khai cho nó rõ ràng là trước đây du học đi về đúng. Và nếu mà cái lãnh sự quán nó hỏi về cái thời hạn có đúng hay không thì mình có cái lá thư đó. Và cái học bạ nếu mà tương lai cần việc làm hay cái gì bên Việt Nam hoặc là cần những cái giấy tờ thì mình có sẵn, chứ mình không cần liên lạc qua trường. Nhiều khi liên lạc nó rất là bất tiện. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là ngày 27 tây của tháng 3 của năm 2023 và đây là chương trình 539. Huy Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chiều tối nay. Và Huy Tuấn xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là hạnh phúc và bình an. Xin tạm hẹn quý vị vào chiều tối thứ hai tuần sau. Xin kính chào.